hé lộ con gái của nghệ sĩ Tiểu Linh mối thâm tình với Hồng Loan, con Vũ Linh. Người con gái thường xuyên đi bên cạnh cô bé Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh, đó chính là con ruột của nghệ sĩ Tiểu Linh với người vợ đầu tên Hoa Mỹ. Cô bé đó tên Võ Dung Dung. Trong những ảnh hiếm hoi, Hồng Loan chia sẻ đám cưới của Dung Dung có mặt nghệ sĩ Vũ Linh và Tiểu Linh. Hình ảnh quấn quýt của Hồng Loan và Dung Dung lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Hai cô gái có mối quan hệ rất tốt. Có lẽ một thời gian gia đình của nghệ sĩ Tiểu Linh và Hoa Mỹ sống chung nhà với nghệ sĩ Vũ Linh, hai cô bé đã chơi thân hồi nhỏ và cũng là con gái nên có lẽ thân thiết hơn so với Tiểu Linh Vũ, con của nghệ sĩ Kim Thoa sau này. Con bé này nè là con của ông Võ Thành Nhiêu, tức là ông nghệ sĩ Tiểu Linh. Chú Bảy là em ruột của ba đây hả? Ông Võ Văn Ngoan. Nó là bé này là bữa đó nó là theo em để tranh giành tài sản nên từ nó luôn và nhận con của bà Kim Tho. Con của bà Kim Tho là bên của ông Hàn Quốc nào á, nhận nó là con của ổng, là con ruột của ổng, lo cho thằng đó. Nó là con ruột tại sao không lo? Nói về cuộc đời của nghệ sĩ Tiểu Linh trước khi gặp Kim Thoa, có một dạo Tiểu Linh trả lời phỏng vấn nói về anh trai Vũ Linh là người vui tính bao nhiêu thì Tiểu Linh lại có vẻ trầm lặng, ít nói bấy nhiêu. Dường như anh không muốn ai nói về mình, phải vậy không? Chỉ vì tôi không quen thổ lộ tâm tình. Có người cho rằng tôi sống khô khan, ít tình cảm, nhưng trong thâm tâm tôi không mong ước gì hơn là được sống trong tình cảm, chan hòa với mọi người. Có bao giờ Tiểu Linh nghĩ là em trai của Vũ Linh, mình có nhiều lợi thế trong nghề? Cái tên Tiểu Linh của tôi là do anh Vũ Linh đặt cho. Anh mong muốn tôi sẽ được thành danh. Trong suốt con đường nghệ thuật tôi đi, anh đã luôn nâng đỡ và chỉ dạy cho tôi. Nhưng nếu như tôi không cố gắng, nếu tôi chỉ ỷ lại vào danh tiếng của anh mình, thì chắc khán giả đã không dành cho tôi lòng thương mến như ngày hôm nay. Tôi luôn nghĩ là em của Vũ Linh, tôi càng phải cố gắng nhiều để anh tôi không hổ thẹn khi có một đứa em trai bất tài. Hiện giờ Tiểu Linh vẫn sống với Vũ Linh phải không? Vâng, gia đình tôi và Hồng Nhung đang sống ở nhà anh Linh, đường Phan Đăng Lưu. Anh Linh đã bảo bọc cho tôi nhiều hơn cả tình anh em. Tôi rất biết ơn anh Linh. Tôi cũng mong ước hai vợ chồng sẽ dành dụm để có được một mái nhà nho nhỏ. 20 năm trước, Tiểu Linh đã nên duyên với một cô đào trẻ Đoàn Huỳnh Long là Hoa Mỹ. Sau đó Hoa Mỹ đã bỏ nghề. Có phải vì Tiểu Linh? Đó là điều tôi luôn day dứt. Cô ấy đã rất tận tụy với tôi, hy sinh cho tôi rất nhiều, thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Nếu không vì tình yêu, có lẽ cô ấy đã không gắn bó với tôi đến bây giờ. Tôi không thể cứ sống buông thả cho những đam mê như một con thiêu thân. Tôi đã cố gắng sửa đổi nhiều vì anh Vũ Linh, vì cô ấy và vì con gái tôi. Tiểu Linh sinh năm 1967, vào nghề năm 1983 ở đoàn Tinh Hoa Vũng Tàu. Các đoàn hát đã qua Tinh Hoa, Lâm Đồng, Thủ Đức, An Giang, Huỳnh Long. Những vai diễn nổi bật: Triệu Tiểu Long, Về Đất Kinh Châu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa, Mạnh Lệ Quân, Triệu Lân, Sự Án Phi Dao, Phùng Bửu Sơn, Ngọc Quế Trang. Được bình chọn trong 15 diễn viên dự giải Trần Hữu Trang năm 1992. Nếu trên sân khấu giọng ca, nét diễn của Tiểu Linh phảng phất giống người anh ruột tài hoa của mình, nghệ sĩ Vũ Linh, thì ở ngoài đời tánh tình hài hước. Tánh tình hai người lại khác hẳn nhau. Vũ Linh khéo léo, nồng nhiệt, hơi nóng tính, luôn là trung tâm của sự chú ý bởi sự duyên dáng thông minh. Còn Tiểu Linh mộc mạc, có phần nhút nhát, trầm lặng. Song họ giống nhau ở một điểm dễ mến là tính bộc trực và sự chân thành. Là con út trong gia đình lại nhút nhát, nên cả nhà không ai nghĩ sau này Tiểu Linh sẽ theo nghề của anh chị mình Vũ Linh và Hồng Nhung. Vì vậy kỷ niệm lần đầu bước ra sân khấu cũng là kỷ niệm Tiểu Linh nhớ mãi, bởi nó đã đến với anh như một định mệnh. Lúc nhỏ nghe Vũ Linh ca, Tiểu Linh cũng bắt chước nghiêu ngao sáu câu vọng cổ, nhưng hễ ai kêu ca phục vụ là cậu run cầm cập và len lén trốn mất tiêu. Năm 14 tuổi, Tiểu Linh được mẹ dẫn lên thăm chị Hồng Nhung, lúc đó đang hát ở đoàn Tinh Hoa. Không ngờ tối hôm ấy, anh hề của đoàn xin nghỉ hát đột xuất, không có ai hát thay. Bà bầu mười cơ biền năn nỉ mẹ cho Tiểu Linh lên thế vai, không thuộc một câu tuồng, cậu bé nhảy nảy từ chối, nhưng đã sắp đến giờ biểu diễn. Đối đễ quá, anh em trong đoàn xúm nhau, mỗi người một tay lo hóa trang, phục trang, tung tức tranh hề.
rồi đẩy Tiểu Linh ra sân khấu. Đứng trên sàn diễn, ai nhắc tới đâu, Tiểu Linh diễn tới đó. Không nhắc thì cậu đứng như trời trồng vì run. Đêm ấy khán giả độ lượng, cười chăm chước cho sự non nớt ngộ nghĩnh của anh Hề nhỏ xíu, mới tanh. Còn Tiểu Linh lại chính thức bước chân vào nghề hát, bị sức viến trụ của ánh đèn sân khấu. Năm 1986, Tiểu Linh về đoàn Lâm Đồng hát chung sân khấu với Vũ Linh và Hồng Nhung. Nhờ vậy thời gian này, Vũ Linh đã kèm cặp chỉ dẫn cho đứa em út rất nhiều. Sau một thời gian ngắn thọ giáo, Tiểu Linh đã có thể thay anh đảm đương những vai chính. Người danh Tiểu Linh của anh cũng do Vũ Linh đặt cho em, với niềm kỳ vọng em mình ngày một cứng cáp hơn trong nghề nghiệp. Gặp Tiểu Linh trong một buổi thu tiếng ở xí nghiệp Sài Gòn Video Audio, ta hỏi, theo anh khán giả biết đến anh vì Tiểu Linh là em của Vũ Linh hay do Tiểu Linh đã tạo được một dấu ấn riêng trong lòng họ? Nếu tôi không cố gắng, nếu tôi chỉ ý lại với danh tiếng của anh mình, thì chắc khán giả đã không dành cho tôi lòng thương mến như ngày hôm nay. Là em của Vũ Linh, tôi thấy mình gặp rất nhiều thuận lợi, song tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn, cực lực hơn, để anh tôi không hổ thẹn khi có một đứa em bất tài. Hầu như vai diễn nào của tôi cũng có sự góp ý chỉ bảo của anh, nên tôi chịu nhiều ảnh hưởng, song tôi luôn ý thức sự độc lập cho riêng mình. Đêm về, tôi thường tự tập tuồng một mình và cố tìm những nét riêng để Tiểu Linh không chỉ là cái bóng của Vũ Linh. Có khi nào tôi kiêu ngạo là em của Vũ Linh không ư? Tôi tự hào, song luôn nhủ mình phải khiêm tốn, bình dị và sống chan hòa với anh em trong đoàn. Tôi ít nói nhưng thẳng tính, nên anh chị tôi làm điều gì không đúng, tôi vẫn góp ý thẳng thắn. Ngược lại, anh Vũ Linh là anh của tôi ở ngoài đời, là thầy của tôi trên sân khấu, nên tôi luôn tôn trọng ý kiến của anh. Là diễn viên trẻ đang lên, điều gì làm anh ưu tư nhất hiện nay? Đó là vai diễn và khán giả. Tôi thấy tìm một vai diễn hay bây giờ thật khó, khán giả cũng khác xưa nhiều quá. Nhiều lúc mình diễn nghiêm túc, khán giả lại không thích bằng khi cương, hài và lẳng trên sân khấu. Vì vậy đôi khi mình ráng làm cho khán giả cười mà trong lòng có quá nhiều ngần ngại. Đem về nghĩ lại thấy day dứt,